Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian tuyên truyền, vận động các hộ dân xây dựng trái phép các công trình tại tiểu khu 64 bán đảo Sơn Trà, tự tháo dỡ nhưng không thành, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà buộc phải đi đến phương án cuối cùng là cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép này. Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà đối với 5 cá nhân, gồm bà Nguyễn Thị Hiên, ông Lê Viết Tiến, ông Trần Viết Tuân, ông Đinh Tài, cùng trú tại phường Thọ Quang, và ông Nguyễn Xuân Cường, trú phường Khuê Mỹ, quận Hoành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 5 cá nhân này đã xây dựng 6 công trình trái phép tại tiểu khu 64 bán đảo Sơn Trà, chủ yếu là các nhà hàng quán nhậu. Khi mình đọc quyết định cưỡng chế thì người dân có phản ứng, nói cho thời gian thế nào, nhưng mà thời gian mình đã cho họ rất là nhiều rồi bây giờ, nhưng mà có cái là khi họ phản ứng mình giải thích cho họ thì họ không có chống đối, lực lượng vẫn làm những hành làm thường, nhưng mà cũng không chủ quan, mình bố trí các lực lượng triển khai các kế hoạch và bố trí người theo dõi và áp sát từng đối tượng nếu có hành động. Các lực lượng chức năng đã triển khai cưỡng chế theo đúng quy trình, quy định pháp luật, đảm bảo việc di dời tài sản an toàn, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự. Cái lực lượng tham gia cái đảm bảo an ninh trật tự đối với công quận và công phường thì hiện nay là chúng tôi đã huy động các lực lượng cũng gần 70 cán bộ chiến sĩ, bao gồm các lực lượng các đồng nghiệp phố và công an phường Thọ Quang cũng như các lực phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an ninh trật tự. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà cho biết, sau 5 trường hợp này, quận sẽ tiếp tục triển khai cưỡng chế những trường hợp còn lại nếu các hộ không tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép. Từ đầu năm là quận đã ban hành 250 sẽ xử lý tất cả các trường hợp trên đảo Sơn Trà mà được chuyển mục đích đó. Trong cái đợt này là trước mắt cưỡng chế bên phía đường lên đỉnh DRT này là 6 trường hợp đã ban hành quyết định và đã cưỡng chế. Sau đợt này thì sau qua 30 tháng 4 á, hồi lễ 30 thì tiếp tục là cưỡng chế các hộ mà phía đông của bán đảo Sơn Trà. Hiện nay thì quận sẽ cố gắng hết sức để thực hiện trong 58 trường hợp còn lại, cố gắng là trong cái kế hoạch 50 là tiến độ thì sẽ thực hiện năm 2023. Từ năm 2016, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã có kết luận về những sai phạm trong hoạt động quản lý bảo vệ phát triển rừng và sử dụng rừng trên bán đảo Sơn Trà. Kết luận này thể hiện có 68 trường hợp xây dựng trái phép yêu cầu phải tháo dỡ. Từ đó tới nay, địa phương mới vận động tháo dỡ được 10 trường hợp, còn 58 trường hợp không chịu thi hành. Do đó, chính quyền địa phương buộc phải sử dụng biện pháp cưỡng chế.